Ồ, mẹ nghe thầy nói không? Dạ nghe thầy. Ok. Sorry em nhé, tại em mic nó bị lạc một đồng tiền này thì kiếm rồi thì bây giờ em để mày mở bài lại thì sửa phần bài của em. Rồi bây giờ phần của Mai trước, phần của Sa, của Mai Sa mình hỏi như thế như sau ha. Thứ nhất là cái chữ on weekends ha, phải là on the weekends, và cái phần đó mình phải đặt ở đằng sau câu, ở cuối câu. Tức là ví dụ mình cũng nói là mình làm gì đó vào cuối tuần ha. Ví dụ như là I usually go to the movie theater ha. Vào cuối tuần thì nó là on the weekends, chứ mình không có đặt ở phía trước mà đặt ở đằng sau. Cái thứ hai nữa là chỗ cái phần câu đầu tiên của em thứ hai á, the first gì đó ha. Thì cái này em ghi sai cấu trúc rồi, phải là the first movie, không, cái bộ phim đầu tiên mà em đang watching xuất hiện, trong đó in words Harry Potter ha, phải là the first movie. She appearing, and what's appearing was Harry Potter. Một cái nữa em nói là her role that left the most impression on the audience was. Cái này em phải nói ra là cụ thể là cái vai đó là vai gì, nhân vật đó là nhân vật gì. Chứ em nếu mà em chỉ nói là ở trong là một cái vai ở trong phim Harry Potter thì nó không có đủ, nó không có đủ chi tiết, không có đủ cái thông tin ha. Cụ thể là vai gì thì em đã quá xin đóng vai Hermione ha, in the movie franchise Harry Potter. Thì sau khi mà đề sửa bài các em á, thầy có bổ sung thêm một chữ, một số cái từ vựng ở bên phần từ vựng của trước mình ha, để cho em biết luôn. Tại thầy thấy là có một số bạn dùng sai hoặc là những từ mà thầy nghĩ là em nên biết ha. Thì bây giờ cái movie franchise là cái gì? Thì em biết là phim truyền hình là phim bộ đúng không? Thì phim mà chiếu trong rạp thì thường thường nó là phim lẻ. Tuy nhiên có một số phim nó có nhiều phần ha. Ví dụ như phim Star Wars hoặc là The Avengers ha. Thì những cái phim đó gọi như thế nào? Mình gọi nó là movie franchise hoặc là movie series ha. Thì đó là cái cách gọi phim chiếu rạp hoặc là phim lẻ nhưng mà có nhiều phần ha, thì mình gọi nó là franchise hoặc là series, movie franchise, movie series. Thì Harry Potter vậy ha, có rất nhiều phần. Alright, rồi vậy thôi ha. Phần của Ngọc rồi, Ngọc sang một số lỗi như sau. Thứ nhất là cái chữ này, a beautiful and attractive beauty, cái này sai về mặt ngữ nghĩa ha. Bởi vì chữ beautiful, chữ attractive, chữ beauty, những cái từ này là từ cận nghĩa hoặc là đồng nghĩa. Ví dụ là beautiful và beauty là đồng nghĩa nè ha, nó là đều là đẹp hết. Attractive là cận nghĩa ha, tức là nó gần nghĩa với cái chữ beauty hoặc là beautiful. Tức là attractive là nghĩa là hấp dẫn, thì nó hơi nó giống giống là đẹp gì đó ha. Thì cái lỗi sai của em là em dùng ba từ này ha, mà nghĩa nó chỉ khác nhau ở cái từ loại thôi thì là không có được ha. Nếu mà mình hiểu á, nếu mà thầy học cho thầy hiểu là thí dụ là cô ấy có một vẻ đẹp đẹp và hấp dẫn ha, thì cái câu nó cái ý nghĩa nó không có hay, cho nên em cần phải viết lại cái ý này cho thầy nhé. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, ở đây em sử dụng sai động từ ha, động từ mình không nên dùng chữ participate ha. Thì em đang nói là về cái thể loại phim ha, thì nó là phim thì nó không phải nó là tham gia đâu, tham gia ví dụ tham gia một phong trào, một tổ chức gì đó. Nếu mà nói là phim thì nó là một là
appears à, tức là xuất hiện trong nhiều các loại phim, hoặc là hai là performs à, tức là diễn xuất à, đó thì một trong hai chữ hai trong hai cái động từ đó nó sẽ chính xác hơn. Cái thứ ba là cái chữ genres à, genres này là genres gì, bởi vì cái bài em viết đó là nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân đúng không, bà này là bà có hai cái career đúng không, một cái sự nghiệp là trong sân khấu và một cái sự nghiệp là hướng trong phim điện ảnh ha. Thì bây giờ em nói là genre này là genre gì ha, thể loại gì, thể loại phim hay là thể loại sân khấu đấy, thì em phải ghi vô cái bài ha. Nếu mà là cả hai thì em phải ghi cả hai luôn ha. Ở đây á, kịch thì mình có cái chữ drama nghĩa ở đây là ghi này, còn điện ảnh mình có cinema ha. Nhưng mà nếu mà em ghi vô thì phải dùng ở cái gì tính từ. Rồi ở đây em bị sai cái phần gạch câu này, cái chữ feature không có dùng ở đây được. Nếu mà em ghi cái chữ feature film á, thứ nhất là chữ feature nó phải ở dạng ed ha, tại nó là phần tính từ. Thứ hai, feature film nó có nghĩa là phim dài ha, phim dài tức là cái độ dài nó khoảng 1 tiếng trở lên ha, thì không có thể dùng được với một cái chủ từ là short film được. Mà thầy thấy là đa số lần như mấy em hiểu sai cái ý nghĩa của chữ feature, cho nên mấy em không có đặt câu đúng ha. Cái chữ feature này có nghĩa là một bộ phim hay một vở kịch gì đó có sự diễn xuất à, của một diễn viên nào đó à. Thì cái đó là cái ý nghĩa của chữ feature, nó hơi dài dòng chút xíu nhưng mà mấy em cứ nhớ là vậy thôi, tức là một bộ phim hoặc một vở kịch hoặc là một cái sự kiện gì đó có sự xuất hiện của ai đó ha. Ví dụ nếu thầy nói là phim Mùi Ngò Gai đúng không, nếu là the television series Mùi Ngò Gai features people's audience Kim Xuân ha, thì mình dùng cái chữ features trong cái trường hợp đó, thì cái đó là cái trường hợp mà nó là động từ, một trường hợp nó là danh từ thì dễ hiểu ha, tức là đặc tính đặc trưng ha, của một cái người nào đó mà một cái bằng kỹ thuật. Alright. Rồi, phần của Huy. Phần của Huy em viết còn sơ sài quá nhé Huy. Tức là em bây giờ phải viết cho thầy là hôm bữa thầy có nói ha. Mấy em cũng còn các bạn tới là cái thứ nhất là về cái phần sự nghiệp của họ, em phải mấy em phải nói là thứ nhất là họ xuất hiện trong những phim gì, thứ hai những cái vai diễn gì của họ nổi bật ha. Ví dụ là họ xuất hiện trong nhiều phim nhưng mà cái vai diễn nổi bật nhất là chỉ có một hai phim thôi ha. Và cái thứ ba là cái acting style ha, tức là cái phong cách diễn của họ như thế nào ha. Thì ở phần này của Huy thì nó chưa được chi tiết nào, em cần phải viết thêm bổ sung chi tiết cho thầy ở cái phòng sự nghiệp đó. Ok, phòng nào đâu, very good. À, buổi nhật có một số chữ em cứ viết bình thường ha, đâu còn cái viết hoa ra. Tại mình phải tập cái tính là mình phải cẩn thận với cái tính tả của mình ha, bởi vì khi mà mấy em viết trên giấy ha, thì nó sẽ rất là dễ bị sai ha, mà không nên sai những cái như thế này. Ở đây không phải là romance ha, mà là romantic roles ha, tức là những cái vai diễn lãng mạn ha, chứ romance nó là một thể loại phim, nó không phải là một cái loại vai diễn ha, cho nên mình không có dùng ở chữ đó vậy được.
Rồi chỗ này thì em nhận sử dụng dư động từ ha. Ở đây có cái chữ là không phải thiếu động từ ha. À, và dư cái này ra cái chữ feature này không có dụng ở trong cái trường hợp này ha. À, nếu mà em muốn dùng chữ feature em phải dùng ở dạng gọi là bị động ha. À, tức là anh ấy đã được xuất hiện trong những bộ phim he has been featured. Nhưng mà ở đây là đang không có nói về gọi là cái việc là DiCaprio xuất hiện trong phim gì, mà đang nói về những cái vai gì trong những bộ phim, thì phải dùng cái chữ play play roles. Mà ở đây cũng không dùng chữ has nữa, chữ has này là thì quá khứ hoàn thành ha. Ở đây mình không có dùng, mình dùng thì hiện tại hoàn thành là được rồi ha, tại vì thì hiện tại mình đang chỉ một sự việc đã xảy ra trong quá khứ mà không có thời gian ha. Ok, explain roles đã từng đóng những cái vai giống như là Tobias Wolff in This Boy's Life. Rồi ở phần này transform DiCaprio into a superstar, em thiếu cái từ nói quan hệ ha, từ nói ở đây cần phải có một cái mệnh đề quan hệ chứ không chứ mà để không thì nó sẽ không có đủ nghĩa ha. Rồi ở đây là em ghi là even he identified là thiếu. Thứ nhất là cấu trúc bị động là phải có động từ to be ha. Tức là he is identified as cái thứ hai, cái loại sách thứ hai là cái chữ identify không phù hợp lắm. Identify là được xác định ha, được nhận định, nhưng mà ở đây mình nên nói là recognize ha, là được công nhận ha, thì nó sẽ đúng cái bằng ngữ nghĩa hơn. Rồi ở phần này, phần đặt câu, chỗ câu này không phải ghi là in the home alone movie ha, mà phải ghi là The Home Alone movie features on. Tại vì cái này là cái câu mà nó đã đủ nghĩa là mình không cần phải để cái giới từ in nữa. Không cần phải để một cái mệnh đề, một cái cụm dạng từ nữa ha. Rồi chữ president. Thứ nhất là phải viết hoa, thứ hai là không có chữ đờ ha. Nếu mà president mà đi với tên một người nào đó thì mình dùng là president và người nào đó, và cái tên người đó là ví dụ như president Donald Trump hoặc là president Joe Biden. Tuy nhiên nếu mà chữ president đi riêng không có kèm theo tên riêng thì mình dùng chữ the president, mình dùng với chữ the. Rồi ở chỗ này best male lead nếu mà giải thưởng á, thì phải viết qua hết nha mấy em, tại vì giải thưởng là danh từ riêng ha. Ví dụ như giải thưởng cho cái vai nam chính xuất sắc nhất thì là best male lead, là toàn bộ những cái chữ nó phải qua hết. Rồi cái thứ hai ở đây em không lấy như là role được, bởi vì cái danh từ này đã xác định rồi ha, tức là không phải là chỉ là cái vai diễn mà là vai diễn đóng vai forward huge ha, thì như vậy phải dùng the role of ha. Rồi ở đây là nominated chứ phải nominations, cấu trúc bị động he's nominated. Rồi phần của hàng ở đây tự nhiên she làm sao chuyển đổi giới tính của diễn viên luôn. Phần của hàng cũng bị cái vấn đề của Huy ha, tức là thiếu chi tiết thì nãy giờ thầy sửa và em để ý là bài của những anh chị khác á, người ta biết nhiều ý hơn bài của em ha, cho nên em cần bổ sung vô ha. Rồi ở đây Thành Lộc is a veteran actor, so his acting is great là được rồi ha, ông cần phải là so great. Phải có chữ so ở đây để mà có chữ so ở đây để mà nói
hai cái mệnh đề này lại ha. Một cái mệnh đề là Lộc is a very actor, cái mệnh đề khác là his acting is great. À, mà nếu mà em không có từ nói á, thì nó sẽ không có diễn tả được cái mối quan hệ giữa hai cái mệnh đề ha. Thanh Lộc là một diễn viên vào gọi, bởi vậy cái sự diễn xuất của anh ấy là rất là tuyệt vời ha. Tôi sẽ show vô. Rồi ở đây cũng dùng sai chữ feature ha. Chữ feature mình không có dùng như thế này được. Ở đây mà chữ feature ở đây cũng thừa, thì nó là because of his acting và the role mà. Rất là nhiều người thích anh ấy bởi vì cái cách diễn của anh ấy. Rồi ở đây phải có mạo từ ha. Audition dùng ở dạng số ít, phải có mạo từ thì cái câu hỏi này á, nó theo cái dạng là chung chung, nói chung chung thì mình dùng chữ ẩn. Audition. Rồi chỗ này thì thiếu thiếu cái chờ động từ has, hay là has been nominated. Bài của Phong. Rồi bài của Phong bị dư ha. Phần thứ nhất Phong ghi là he was born in 1965. Phần thứ hai he was born nữa, tức là sao lập từ lập cái chữ born này. Thì bây giờ mình phải bỏ cái phần thứ nhất đi, mình để thông tin ở phần thứ nhất vào cái phần thứ hai hoặc cái câu thứ hai đó. Để rút gọn cái câu đó lại, tại vì cái thông tin mà em nói ra là chỉ là vào năm sinh thôi ha. Thì em có thể để chung với nó với cái phần phía sau. He was born and raised in the US in 1965. Lớn lên, sinh ra và lớn lên ở Mỹ vào năm 1965 thì là được rồi ha. And he's currently an A-list actor ha. Rồi ở đây chữ acting at the age of 5 ha, thì không phải là join. Không ai nói là tôi tham gia diễn xuất đó ha. Cái tiếng Anh đó, nó không có nhiều cái nó không có, mình không có suy nghĩ theo như tiếng Việt được. Thì acting nó là một cái hành động hoặc là nó là một cái sự nghiệp, nó phải là began, bắt đầu thì nó sẽ phù hợp hơn. Rồi chỗ này tự nhiên có chữ Robert Downey Jr. Thì nó dư, bỏ đi. Em chỉ cần để phần này được rồi. The first film he acted in was Pound. In drugs and rehabilitation. Rehabilitation tức là cai nghiện đó. Tiếng Anh Mỹ hoặc là Anh thì nó nói theo cái dạng là vợ nó rehab. Was over là được rồi ha, không phải over here. Over here tức là ở đây, tại đây, thì nó chỉ là địa điểm ha. Còn over là kết thúc, nó không có liên quan. Phần này cảm hiểu là em đang biết nó là gì. His care and family nothing là sao? Rồi nói gì phần không? Ok. Rồi thì kênh mình cũng vậy. Chắc là. Rồi phần của lợi. Ở kia em không nên dùng chữ participated ha. Bởi vì nếu mà nói về điện ảnh hoặc là sân khấu ha, hoặc là những cái hoạt động nghệ thuật đó, mình đừng được. Hoặc là về nghệ thuật mình đừng nên dùng chữ participate ha. Participate thì mình dùng để chỉ hoạt động bình thường thôi. Còn nghệ thuật mình nói là diễn xuất hoặc là bắt đầu hoặc là trình diễn ha, thì nó sẽ hay hơn. Hoặc là xuất hiện ha, là appear. Rồi ở đây sai một số cái ha. Không cần phải để chữ the ở đây. Movies
tại vì em đã kể ra rồi ha. Rồi ở đây nếu mình muốn liệt kê phải có chữ suggest ha, suggest. Rồi ở đây thì phải là etc ha, vân vân, chứ không có ba chấm như là trong tiếng Việt. These are movies in which ok, phần còn lại được, nhưng mà phần đọc câu đâu thấy. Rồi phần của Châu, ở đây không cần phải ghi là dramatic ha. Thường thường nếu mà nó là câu lạc bộ kịch thì mình không cần phải dùng nó ở dạng tính từ, trong tiếng Anh nó có đặc điểm gì đó, có một số những cái danh từ ghép, danh từ ghép ở đây tức là bao gồm tính từ, một tính từ một danh từ hoặc là hai danh từ chung với nhau ha. Ví dụ chữ dog meat thì cái chữ thịt chó mình không ghi là dog meat, dog nó là tính từ hay là thuộc về chó, nhưng mà thằng chó nó là dog meat, nó là dog meat ha. Là nó ghép từ danh từ đó thành từ meat. Thì có một số chữ trong tiếng Anh đó, thì mình sẽ không có ghép theo cái dạng là tính từ với danh từ, mình ghép là danh từ với danh từ ha. Hiếm, trường hợp này hiếm, thường thường là ta sẽ ghép diện tính từ với danh từ, thì giống như là drama club, thường thường người ta nói drama club không ai nói là drama club đó. Thì những cái phần này thì mấy em phải nhớ thôi ha, tại vì nó thường thường có quy tắc gì cả. À, cái này chủ yếu là về cái cách dùng ngôn ngữ của nước mà xài tiếng Anh. Cái này không được, cái này phải là head play. Khi mà mấy em con em phải suy nghĩ là cái động từ, cái danh từ, cái tính từ mình sử dụng nó có phù hợp không? Tại vì không thể nào mà nói là có những vai diễn được ha. Thì trong tiếng Anh mình không nói vậy được, và trong tiếng Anh mình nói là đã diễn những vai diễn ha. Play excellent roles. Rồi Hà Nội, Hà Nội viết viết cách nào không? Opera House, cái này phải viết qua cho mấy em, phải nhắc cái này rất là nhiều lần nhé. Danh từ riêng là mình phải viết hoa nha mấy em, danh từ riêng chức vụ viết phải viết hoa. Rồi giải thưởng nè, cái này phải viết hoa hết ha, đừng để thầy nhắc nhắc nhiều hơn. Rồi climax, cái này không có chi tiết ha, tức là đỉnh điểm cao trào là gì, cao trào của cái gì ha, cao trào của anh ấy nhưng mà cụ thể là cái gì đúng không? Thì ở đây mình ý mình nói là cao trào sự nghiệp ha, his career climax is, cái này về quá khứ ha, cho nên là cũng nói là worst. Well, in the late 1970s. Tại sao có the? Bởi vì khi mà mình dùng năm ở dạng là thập niên á ha, những năm 1970 ha, hoặc là thập niên và thập niên 1970 thì có chữ the. Ủa chữ sky đây là gì ta? Châu, em để chữ sky đây là sao? Quay thầy Hả? à, giống với từ bay thầy, Bay hả? bay thông qua Học qua. à. À, ủa nhưng mà chữ sky này đâu phải thông qua đâu. Via, via. Nếu mà via thì em coi em mở chữ play đi ha. Via the rose.
Ở Nguyễn Trãi. Rồi ví dụ này là National Theatre Festival à, phải biết hoa nha. Tại vì sao đây là một tên với lễ hội đúng không? Lễ hội sân khấu quốc gia, lễ hội kịch quốc gia. Cái này không phải là four five, nếu mà four five này four bốn hoặc năm người ha, phải phải có một cái gì đó ở giữa nó mới được, không phải là person mà là people ha, tại vì cái dạng từ số nhiều của person là people. Words cast ha. Cast thì casted ha, cast thôi. Tất cả mọi cái dạng động từ của nó đều đều chữ nó không có ed. Word has has but only gentlemen who show chivalrous bearing of Hanoi's people were chosen. Cái này con này của em nó chưa có hết ý mà. Tức là ba bốn hoặc năm người thì được phân cái vai diễn này. Nhưng mà chỉ có Trần Hạnh là cái người mà đưa ra cái phong thái anh hùng là được chọn thì thiếu ý là được chọn. His role left a deep impression on in everyone's mind behind the good and plain by good and plain farmer roles. Ủa cái này là sao vậy cháu, ý mà sao behind rồi mà by là sao? Thầy em tra ở trên từ điển thì có từ leave hay đi với từ behind, thì thể hiện là trong tâm trí của mọi người ý thầy. Đúng rồi, thì trong tâm trí là đầu đúng rồi, nhưng mà behind với ba là sao? Thầy thầy chưa hiểu. Behind đi, từ behind là đi với từ left đằng trước thầy, từ leave. À không, không cần ai à, không cần để chữ behind, em chỉ để chữ left là được rồi ha. Nếu mà em muốn dùng chữ à, ok thầy hiểu rồi, thầy hiểu rồi. Hèn chi em dùng em để sai cái cú pháp, em bị sai cái chữ từ từ em bị sai, em phải để cái chữ bị hai lên đằng trước ha, thì nó mới mới có nghĩa được. Hèn chi nãy giờ thầy đọc thầy học em đó, left behind ha, để lại ha, chứ bị hai mình không có để ở đằng sau chứ để đằng trước mà để ngay sau cái chữ left. Cái này không phải là role được, bởi vì đã ở túc từ em đã dùng là role rồi, em phải nói là his acting đúng không, tức là cái cách diễn của anh ấy để lại những cái một cái ấn tượng sâu sắc trong tâm trí mọi người bởi những cái vai diễn hiền lành và chất phác, vai diễn nông dân hiền lành chất phác đúng không, để là his acting tại vì nếu mà nói vậy thì lầm đúng không, tự nhiên là vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc, những vai diễn tốt thì nó lập nghiệp. If you can't change it, phải có túc từ. Don't complain to study to yourself. To accept it, phải có túc từ. Then rise above. The pain. Pain ở đây là tại vì nếu mà em nói pain thì bởi vì ở đây nó là đang nói về số phận hoặc đang nói về định mệnh thì nó không có liên quan tới cái chữ pain đúng không?
thì nếu mà muốn nói là pain thì em phải nói là những cái nỗi đau của số phận hay gì đó thì nó mới mới được, chứ nếu mà ở lúc đầu mình nói là số phận phút sau nó pain thì nó không có cái sự liên đới về nghĩa nhưng trong câu ha. Nhưng mà nên được chữ pain thì không tốt ha, dùng chữ suffering ha, thì tốt hơn life suffering, cái sự khổ cực trong cuộc sống. Bởi vì cái người diễn viên mà em viết về em viết cái bài này là cái người này đã mất rồi ha, cho nên là phải dùng ở tiền quá khứ ha, không có dùng ở tiền hiện tại được. Nếu mà mình nói về những người mà mình mà đã mất rồi ha. Thì mình phải dùng tiền quá khứ. People are the same nha. Chỗ này là không có dùng ở dạng số nhiều được, tại vì cái dạng vai diễn vai nữ chính là chỉ một vai thôi ha, không thể là orders số nhiều hơn for another another tức là order nhưng mà số ít đó ha, tức là một người khác for another person. Để bài của mình cái này yếu động từ ha, tại vì em chỉ có cái từ thôi, first show cụ thể là gì, appear hay là như thế nào đó ha. À nếu vậy thì à hiểu rồi, em dùng ở động từ đúng không? Thì first show đó là show đó tức là xuất hiện, and first show đó xuất hiện trên cái action stage đó. Main roles có nhiều, tại vì sao nhiều vai chính đúng không? Một phần nữa mà em viết luôn 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 mình phải nhớ phải cân nhắc là cái danh từ mà mình viết đó, là số ít hay số nhiều ha, phải đã nói rồi. Nếu mà số nhiều phải có s ha, và nếu mà mình nói chung chung thì phải có số nhiều mà, trừ phi là cái chữ đó không được mà. Ok, very good ha. Mấy em thấy là vì viết rất là tốt cái phần liệt kê ha, giống như thầy dạy rồi đó, trước cái chữ cuối cùng em phải wait, cái này sai rồi. Rồi ok, bây giờ nếu mấy em muốn liệt kê ha, mà liệt kê hết đúng không, thì không có dùng chữ etc ha, không có dùng chữ vân vân, ok, là tức là and big mouth là hết rồi. Nếu mà mình muốn liệt kê theo cái kiểu là liệt kê một số rồi mình để vân vân á, thì mình cứ liệt kê ha, rồi cuối cùng mình để chữ etc thôi, mình không có chữ and. À, một trong hai cái chứ mình không có dùng chung được. Nếu vậy thì phải ở đây bỏ này đi ha, để biết nào không được. Nè, khúc sau vi dùng đúng rồi ha. Đó, thì nếu mà mấy em muốn nói vân vân đó, thì viết giống như vi, không có cần phải dùng chữ em ha.
cứ cứ kể 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 ra xong rồi cái cuối mình để là UTC. Ủa sao chữ yesterday thì and he is so handsome. Đừng nên dùng chữ before ha, đó I used to watch. Used to là đã từng. I used to watch his films. Films phải số nhiều đúng không? Nhiều bộ phim. What done anymore, không còn thời gian để mà coi những phim nữa. À, bởi vì phim là số nghiệp chứ nào, cái là đọc. Ok, rồi bây giờ mình qua bài mới ha. Thầy sẽ trả bài lại cho em để em thấy được cái chỗ sai có gì khắc phục không. Rồi bây giờ qua bài của mình. Rồi hôm nay mình sẽ học về phần nói ha, chủ đề là về nhà hàng rồi đấy. Rồi bây giờ mình có một số từ mới ha. Rồi bây giờ mấy em bật tên bạn trước nha. Bây giờ mình đã xong phần số 1 trước ha. Dish. Dish, lưu ý nha, âm S dài. Dish, chu mỏ là ha. Dish. Dish. Serving. 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 Helping. 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 Lưu ý mấy em nhớ nha, cái chữ mà cứu á, không là gọi hét 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 nha, gọi help. Help. Help, help, help. Helping. Meal. 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 Side dish. Side dish. Side dish. Side dish. Cutlery. 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 Reservation. Reservation. Lưu ý nha, cái chữ, cái âm này, âm thứ hai là âm không phải là âm s nha, tuy là cái chữ nó ghi là âm s, ghi là chữ s nhưng mà âm âm z. Reservation, chữ này là tiếng Anh Mỹ ha, thì mình sẽ học tiếng này tại vì mình học theo hệ Anh Mỹ ha, nhưng mà thầy ghi cho em cái chữ là Anh luôn, em biết là có cùng nghĩa ha. Reservation. 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 Booking. 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 Rồi bây giờ cái chữ reservation nó có nghĩa là đặt chỗ, đặt phòng ha. Và cấu trúc mình dùng á là mình nói là make a reservation ha. Make a reservation. Reserve. 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 Ha, âm cuối là âm V ha. Reserve. 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 Book. 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 Chopsticks. 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 Fork. 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 Mang lưu ý nha, cái chữ chopsticks lúc nào phải có s, tại sao đũa mình có mấy cái, hai cái đúng không, nếu mà mang nói một cái là người ta hiểu là chỉ có một cái đũa thôi ha, mà một cái đũa thì mình không ăn được đúng không, phải có hai cái để ăn. Làm chopsticks lúc nào cũng phải có s nha. Rồi tiếp tục nha. Starter. 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 Appetizer. 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 Ok thôi, mấy em đọc Nhật đọc này phần số 1, phần số 2 để sau mà đọc tiếp. This, this, this. Đúng rồi. Service, 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 helping, 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 meal, 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 side dish, side dish, No, 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 no. side dish.
em đọc bị lộn cái âm đầu tiên ha, âm đầu tiên phải là shine, size, size âm s ngắn, size dish đọc lại. Side dish. Đúng rồi. Side dish. Side dish. Calorie. Cutlery. Calorie. Cutlery. Calorie. Đọc lại cutlery. Calorie. 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 Reservation. 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 No, reservation các bạn. Reservation. Rồi, chính xác. Reservation. Reservation. Booking. 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 Made a reservation. Made a reservation. Made a reservation. Reserve. 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 Book. 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 Yeah, Drop this. chopsticks, Drop this. chop, Drop this. Drop this. Fork. 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 Okay, chop, dish, dish, wow. dish, serving, 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 mule, 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 side. No, no, no. Khoan, khoan, khoan. Thiếu chữ helping. Chữ meal đọc bình thường không có meal ồn nhé. Meal Help, helping, 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 mule, 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 side, side dish, side dish, side dish, cutlery, 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 reservation, No, rent, rent, reservation, reservation. reservation, 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 booking, 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 reserve, reserve, Đó, reserve. có pháp S âm âm dư ha, âm gì á ha, reserve, đọc lại reserve. Reserve, 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 book, 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 chopstick, chopstick, Khoan 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 chop, khoan. Tiếng âm S ở cuối là chopsticks. chopsticks, 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 fork, fork, fork. Ok, Mai đọc lại. Hay là dish, 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 serving, 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 helping, 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 meal, 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 side dish, side dish, side dish, cutlery, 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 No, đọc lại. reservation, Khoan, reservation. đọc lại. Cut ha, cut, cutlery đọc Cutlery, 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 reservation, reservation, Đó sao? reservation, Question, reservation, reservation. reservation, reservation, reserve, 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 book, 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 chopsticks, chopsticks, Chop, chopsticks, chopstick. fork, Khoan 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 đọc lại chopsticks. chopsticks, Không có mess. chopsticks, chopsticks, No comment name chopsticks. chopsticks, chopsticks, Khoan khoan âm chopsticks, s. chopsticks, chopsticks, Chopsticks. chopsticks, fork, fork, fork. Ok. Rồi tiếp nha mấy em. Starter. 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 Appetizer. 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 Main dish. Main dish. Main dish.
Main course. Entree. Mấy em lưu ý nha, cái chữ này là tiếng Pháp. À, là cái chữ e, e, n đó, mình không đọc là n, mình đọc là on, 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 on. À, mở miệng lớn là on, on, on. Entree. Entree. À, âm cuối là e. Entree. À, dạ, em mở miệng cái này. Entree. À, tiếng Pháp này đọc khác chút xíu nha. Dessert. 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 Dishes. Entree. Okay. Entree. A yeah. Entree. 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 Chào chào em tắt rồi biết gì không? Drink. 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 Rồi, bây giờ cái chữ này nè, chữ tiếp theo em đọc hai âm thôi nhé. Beverage. 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 À, hai âm, hai âm. Tuy là nó để ba âm, nhưng mà đọc, thường thường đọc có hai âm. Beverage. 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 Take away. Take away. Take away. Beverage. 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 Take away. Take away. Take away. Hàng đọc lại thầy. Dạ thầy. Starter, starter, starter. Appetizer, appetizer, appetizer. Main dish, main dish, main dish. Main, này đọc là course này. Course. Main, main course, main course, main course. Entree. Main course, main course, main course. Entree. 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 Dessert. Entree. 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 Dessert. 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 Drink. 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 Oh, no, no. Phải drink. Drink. Âm D và âm R. Drink. 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 Từ này đọc sao thầy? Beverage. 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 No, no, beverage. 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 No, no, beverage. No. Sai rồi. Âm đầu là âm b, âm cuối là nghe lại nha. Beverage. 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 Đó sai rồi ha, âm của âm đầu đọc sai rồi, là beverage. Beverage. Rồi. Beverage. Rồi. Beverage. Đó sai rồi, đọc lại. Beverage. Rồi, ok. Beverage. Rồi, đọc tiếp đi. Take away, take away, take away. Ok. Rồi, đọc tiếp nha mấy em. A la carte. A la carte. A la carte. Lưu ý nha, mấy cái này là tiếng Pháp, nên là mấy em đọc cái phần phiên âm á, và nghe thầy nói nha. Để mà biết khi nhiều khi nhìn vô thì có thể mấy em không có biết đọc. A la carte. A la carte. A la carte. Table d'hôte. Table d'hôte. Table d'hôte. Table d'hôte. Table d'hôte, table d'hôte, table d'hôte, table d'hôte, table d'hôte, table d'hôte. Plat de jeu, 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 plat de jeu. Gourmet, 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 gourmet. À la mode. Alamode, alamode, alamode. Alfresco, 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 alfresco. Rendezvous, rendezvous, rendezvous,
rendezvous ha, trong tiếng Pháp mà en nó là đọc là rendezvous 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 rendezvous. Rồi bây giờ thầy giải thích chút xíu ha. Đây là cái chữ à la carte, tức là chọn ăn món ăn riêng lẻ. Tức là mấy em thấy là khi mà mấy em vô nhà hàng cái tiệm ăn gì đó ha, nó sẽ có những cái món ăn mà tiếng Việt hay gọi là combo đó, ha, tức là nó không bán lẻ từng món trong đó mà nó bán là ví dụ như là món vậy, bao gồm là món này luôn ha, nó không cho mình mua lẻ. Thì à la carte tức là mình ăn lẻ từng món chứ mình không có ăn cái món combo như vậy ha. Thì cái này nó có hai dạng từ loại, thứ nhất là tính từ và thứ hai là trạng từ. Thì em nhớ hôm bữa là thầy dạy là tính từ vị trí đứng nó đâu không, trạng từ vị trí đứng nó đứng ở đâu. Hỏi thử nha. Ok, vì tính từ vị trí đứng trong câu là ở đâu em? Dạ, tính từ thì đứng trước danh từ Đúng rồi, à, một cái nữa. thầy. Trạng từ hả Không, tính từ luôn, tính từ nó hai vị trí đứng chứ. thầy? Tính từ đứng sau chủ từ, đứng trước danh từ. Đứng sau chữ từ đúng rồi, nhưng mà cái gì đứng giữa nó và chữ từ, cái gì đứng giữa tính từ và chữ Giới từ á thầy. no, no, đang nói tính từ mà không, mình chưa nói tới giới từ, thầy nói em tính từ. Bây giờ em nói là tính từ đứng sau chủ từ đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nó đứng cái gì đứng giữa nó với chủ từ, phải có một cái gì đó ở giữa nữa. Thì cái đó là cái gì? Trạng từ thầy. À. Trạng từ thầy hả? Oh, no, phải trạng từ. Đứng giữa chủ từ với đứng giữa tính từ. Rồi, không phải trạng từ. Sai rồi ha. Rồi, học được nhớ được 50%. Tổng từ to be. À. Ví dụ như là câu she Đúng rồi. is thì beautiful là tính từ đúng không, thì động từ to be nó sẽ là đứng giữa ha, thì nó đứng sau động từ to be và nó đứng trước danh từ ha. Em cứ nhớ cơ bản là như vậy ha. Rồi bây giờ hỏi bạn khác nha. Ok, Ngọc, vị trí đứng của tính của trạng từ trong câu là đứng đâu em? Dạ, trạng từ đứng trước động từ thường này. No, Đó. không À, phải. lộn, ủa, trạng từ hả? Trạng từ đứng đứng sau động từ thường, em nhớ lộn. Đứng sau nhưng mà chỗ nào? Là sao thầy? Nói như vậy chưa rõ, đứng sau là đứng sao, đứng ngay sau nó hay là như thế nào? Vị trí là động từ thường xong rồi có hoặc là không có tân ngữ xong sau đó là trạng từ. Đúng rồi, thì nó đứng là cuối câu ha, chứ không phải là đứng Dạ. sau động từ. Đứng sau động từ thì nhiều khi mình sẽ hiểu là nó đứng được trực tiếp đằng sau. Để nhắc lại Dạ. nha, tính từ đi chung với động từ to be ha, thì nếu mà thì trong trường hợp đó thì nó đứng sau động từ to be, còn nếu mà nó đi với danh từ thì đứng trước danh từ ha. Trạng từ nó bổ nghĩa cho động từ chỉ hành động, nó sẽ đi chung với động từ chỉ hành động và nó đứng sau cuối câu ha. Rồi bây giờ cái dạng này hai dạng chính ha, ví dụ mấy em đó muốn dùng ở dạng trạng từ, mấy em ghi là I eat a la carte, tức là tôi ăn riêng lẻ ha. Còn nếu mà dùng dạng từ là được nghe nhiều, has an a la carte section ha, tức là cái thực đơn nó có một cái phần là cái món ăn riêng lẻ. Rồi table d'hôte ha, thì nó cũng tương tự như vậy ha, nhưng mà nó ngược lại ha, là món combo ha, không có được chọn lẻ ha. Plat de jour, plat de jour là món ăn đặc biệt trong ngày. À la mode tức là món ăn dùng kèm với kem. Tuy nhiên cái này tuy nó là tính từ nhưng mà nó là tính từ dạng đặc biệt ha, nó đặt sau danh từ chứ nó không kiếm danh từ ha. Ví dụ nó là I would like to have an apple pie a la mode, please, một cái bánh bánh táo với kem. Thì cái này là cái dạng ăn tương tự của người ngoài ngoài. Al fresco là ăn ngoài trời. Sorry, ngoài trời nhưng mà thường thường nó dùng với đồ ăn. Ví dụ như là the al fresco lunch is delicious, thì trong trường hợp này nó là tính từ. Mấy em thấy không? Bởi vì nó có nghĩa cho danh từ gì? Danh từ lunch. Bữa trưa. Hoặc món trưa.
Dạng dạng từ thì mình đặt nó cuối câu, và I have breakfast al fresco, tôi ăn sáng ngoài trời. Rồi rendezvous, rendezvous thì nó có hai nghĩa chính ha, hai dạng từ gọi chính. Thứ nhất là danh từ là cuộc hẹn hoặc là địa điểm hẹn hoặc tập kết, động từ là gặp mặt tại một buổi hẹn nào đó hoặc là tập kết tại một địa điểm ha. Rồi bây giờ bạn đọc mình hài Ngọc. Không phải không đâu, à lơ là đường giờ hả thầy? là Cái từ xe là gì hả có mẹ thầy? Romance, có mẹ romance, không phải dạ. có mẹ Romance, romance, romance. Alamode. Alamode, 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 Fresco. Alfresco, Fresco hả? Fresco, al Alfresco, Alfresco, Alfresco. Cái từ cuối là gì vậy thầy? Round, round, nãy thầy có dạy ra round, Rendezvous, 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 rendezvous. the books. Ok, ngoài đồng thầy. A la carte, Đúng rồi, tablet tablet đồ. d'hôte, gourmet, alamode. Alamode, alfresco, 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 Rendezvous. rendezvous, rendezvous. Ok, mấy cứ nhớ nha, chữ en á trong tiếng Anh là trong tiếng Pháp là on ha. Thì tiếng Anh nó cũng giống như tiếng Việt của mình, nó có rất là nhiều từ một tiếng Pháp. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần practice ha. Bây giờ thì thầy sẽ phần này làm cho em coi trước ha. Thì sau này mình sẽ practice ha với bạn của mình. Rồi thì đây là một cái bài về đặt món trong nhà hàng ha. Thì bây giờ mình sẽ chia ba người ra, thì nó sẽ giống cái phần bữa trước mình làm là mua đặt vé xem phim ha. Thì hai người đầu tiên sẽ practice cái phần thứ nhất, rồi sau đó ba người sẽ practice cái phần thứ hai ha. Rồi bây giờ có một môn số những chữ mà em đọc lại đọc theo bạn chút xíu ha. Rồi mashed potato, mashed potato, 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 mashed potato, mashed potato. Thì cái chữ mash này nè ha, âm cuối là s dài và t ha, mashed, mashed, mashed potato, mashed potato. Yang zu, yang zu, yang zu, ha, Giang Du là cơm chiên Dương Châu, cơm chiên Dương Châu ha, fried rice là cơm chiên, là cơm chiên Dương Châu. Special, special là món ăn biệt thôi. Rồi một số chữ em cần biết ha, ví dụ như là nếu mình nói về thịt bò, thì tái mình gọi là rare, 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 tái vừa là medium,
medium, medium. Chính tới là well done, well done, well done, well done. À, rồi. Ở đây sinh tố đọc là smoothie. À, âm đờ nhé, không phải là smoothie nhé. Smoothie, 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 smoothie. À, smoothie. Alright, nó là sinh tố. Alright. Rồi, bây giờ ở phần này thì xíu là chỗ này nó có để là món ăn đúng không? Thì ý thì nó là mấy em tưởng chẳng hạn ha. Ví dụ ở trên đây người ta nói là potato cream, pumpkin and mushroom soup ha. Thì mấy em thích ăn cái nào thì mấy em tùy vô phần này ha. Thì là tự chọn ha. Mình tự mô tả. Alright. Còn ở đây những cái từ này có ba từ ha. Mấy em xài từ này cũng được ha. À. Rồi, bây giờ thầy sẽ chia nhóm ra cho mấy em ha. Dạ thầy, thầy nên có việc thời gian xin nghỉ sớm bữa nhé thầy. Ok. Dạ cảm ơn thầy. Thầy ơi, thầy bài tập về nhà là chỉ có đặt câu với lại từ, nhìn có gì nữa không thầy? À, không em chỉ đặt câu thôi. Dạ dạ cảm ơn thầy. Coi cho thầy cái phần này không? Dạ. Ừ. Ok, rồi mấy em vào đi ha.
Ok, bây giờ mình practice sao mấy em? Rồi bây giờ nhóm của Châu, Hằng với Hoàng kể nói trước giùm thầy nữa ha. Hi, this is Union Fishburne. How may I help you? Chị Châu ơi. Okay, hi, I'm calling to make a re a Reservation. rev rev reservation reservation for a table of two. No problem, sir. At what time do you want to reserve the table? I want to reserve it at 7 p.m. I would like a table that is near the windows. We have some great tables near the windows on the second floor. I'm sure you're going to love it. I'm glad to hear that. So, how much is it for the reservation? It's 100,000 dong, sir. That's good. I will transfer the money right away. Alright, rồi qua phần tiếp theo em. Hello, Mai. How are you doing lately? Oh, sorry. Hello, Joe. Hi, How are hey you? Hoàng, I'm still doing fine. Còn nữa không? Chưa đọc cái test. Châu đâu rồi, chị Châu chưa lên nữa. Không phải, tại vì mai đọc nó Đọc đi Hoàng, đọc đi. hai hai phòng. I'm still doing fine. It has been a long time since our last rendezvous Rendezvous. has is. Hesitant. Hello, sir, ma'am. Please come this way. Đọc tiếp đi hả? Hello, Shell, ma'am. Please come this way. Your table is over here. What do you have for a startup this evening? The services are on the discount and our usual best sellers. We have potato cream, pumpkin, and mushroom soup. Which one do you like to order? I want to order one mushroom soup, please. And on potato, Potato. potato cream, Potato. potato, Potato. Hey, potato cream, please. I'm looking at for at the menu for main dish. Do you have any flat flat? Do you on often today? plat du jour. Đọc lại đi trong plat du jour ha. Blender on often today. À. We have our famous steak, sir, with mushroom, Potato. mashed potato, and Yangshuo fried rice for today's specials. I love steak. I will have a rare steak and mashed tomato. Potato, Potato. I don't like tap the whole dish. I prefer to eat a la carte.
I want to have on serving a jangju fried rice, please. I see. One steak and one fried rice. Hiếu, what do you have? What do you want? Ăn đọc tiếp đi em. What do you want to have for dessert? Looking at the menu, I want to have an apple pie a la mode. I prefer some beverage. I want to order a glass of a strawberry smoothie, please. Smoothie, please. Okay, thank you. Rồi bây giờ đọc lại chút xíu nha mấy em. Cái chữ thực đơn á, mình đọc là menu, ha, menu, âm nhờ, menu. Rồi cái chữ smoothie, ha, đọc là smoothie. Rồi cái chữ này đọc là tablet dose. Rồi bây giờ nhóm còn lại đọc cùng thầy đi ha, nhóm của Nhật, Mai với lại Vi. Hi. Oh. Hi, this is Union Restaurant. How may I help you? Hi, I'm calling to make a reservation for tap up to a table. Oh, thầy nói gì vậy ta? À, thầy nói em là đó là table á, chứ không phải là tap gì đâu. For a table up to á thầy. No problem. No problem, man. At what time do you want to reserve the table? I want to reserve it at 7 p.m. I would like a table that's in near the windows. We have some free table near the window on the second floor. I'm sure you are going to love it. I'm glad to hear that. So how much is it for the reservation? No, reservation. It's what? Reservation. Right, ma'am, dừng chút xíu nha. Chỉ đọc là reservation nha, đừng có đọc là reservation nha, ma'am. It's 100 đồng, ma'am. 100,000, trời ơi, 100 đồng, gì có. 100,000 đồng, ma'am. That's good. I will transfer the money right away. Hello Nhật, how are you doing lately? Hi V, I'm still doing fine. It has been a long time since for our last rendezvous hasn't it? Hello sir, please come this way. Your table is over here. What do you have for a starter this evening? What soup dish are on discount and our usual bestseller? We have potato cream, pumpkin, and mushroom soup. Which one would you like to order? I want to order one mushroom soup, please. And one butter chop green for me, please. I am looking at the menu for the main dish. Do you have any fast dessert one offer today? We have our famous dish reserved with mashed potato and jiangsu. Served, chứ không phải reserve, đọc kể cho kỹ nha, served, đọc lại, served. Served with mashed potato and jiangsu fried rice for today's special. I love steak. I will have a medium steak. Medium, chứ không phải medium. I will have a medium steak and mashed potato.
I don't like tableau dish. I prefer to It. alone Salama. cast. So it's alone cast. I want to have one serving of zanzu fries, please. I see. One steak and one fried rice. What do you want to have for dessert? Looking at the menu, I want to have an apple pie, a Yeah. la Menu không phải menu nha, menu đọc lại đi. Looking at the menu. 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 Looking at the menu, I want to have an apple pie, a la mode. Alamo. I prefer some beverage. I want to order a glass of strawberry smoothie, please. Ok, rồi thầy nhận xét chút xíu nha. Mấy em còn biết còn đọc sai nhiều chữ lắm nha. Mấy em nhớ để thầy đọc lại một lần nữa với lại phần đọc của Mai á. Mai không có đọc những cái âm S nha, phải đọc hết nha mấy em. Ví dụ chữ là fried rice ha, S. Rồi dishes phải có nhá, reserve ha. Nhớ phải đọc cho kỹ. Rồi bây giờ đọc lại một lần nữa nha. Reservation. Reservation. Starter hồi nãy Vi đọc không có âm S nha, hay đọc ta tờ ha. Starter. Appetizer. Appetizer. Mashed potato. 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 Tomato. Tomato. Potato. Tomato. Potato. Potato. Yangzhou. Yangzhou. Medium. 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 Tableau. A la carte. Beverage. A la mode. Smoothie. Rồi về nhà mấy em luyện phát âm cho thầy nhé. Hôm bữa thầy dặn mấy em mà sao không có bạn nào làm hết, thầy nói là khi mà mấy em vô mấy em practice cái phần phát âm á, ở trên Elsa mấy em like cái bài đó ha, để thầy biết mình em đã có coi cái bài đó rồi ha. Nhớ nha mấy em, nhớ like nha. Rồi thầy mới gửi cho mấy em nữa ha, về nhà nhớ luyện thêm phần phát âm nha, tại vì mình có phát âm sai nhiều lắm ha. Alright, that's it for today class. Về nhà đặt câu cho thầy nhé, mỗi từ mình vừa đặt câu cho thầy. Alright, bye bye mấy em ha. Bữa sau mình gặp lại. Bye bye thầy. Dạ, Bye 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 thầy. bye. Rất chào thầy. Chào thầy. Bye bye, chào.